Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 với chủ đề Tuổi trẻ Thái Nguyên xung kích tình nguyện vì cộng đồng. Đoàn viên thanh niên sẽ được thể hiện sức trẻ, tinh thần tình nguyện của mình trên nhiều mặt trận, nhiều công trình, phần việc thanh niên. Màu áo thanh niên tình nguyện sẽ đến với 22 xã phường thị trấn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh. Chúng tôi cũng xác định các cái công trình trọng tâm của tỉnh trong hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh là một trong những cái hoạt động trọng tâm trong chiến dịch. Từ đó thì chúng tôi cũng xác định sẽ hỗ trợ để xây dựng các ngôi nhà nông thôn mới, xóa nhà tạm, nhà rột nát, rồi các tuyến đường thắp sáng làng quê kiểu mẫu, xây dựng nông thôn mới, rồi các khu vui chơi. Và trong chiến dịch thì chúng tôi cũng triển khai rất là nhiều những cái đội hình, đó là đội hình xung kích tình nguyện trong chuyển đổi số, các đội hình chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, và các đội hình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từ đó để gắn kết các cái hoạt động tình nguyện cũng như là tạo cái sự lan tỏa dấu ấn trong toàn xã hội. Tại lễ phát động, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã trao tặng 40 suất quà cho cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 2 khu thể dục cộng đồng, nhà văn hóa cấp xã, 100 tấm bản đồ Việt Nam cùng nhiều công trình phần việc ý nghĩa, các hoạt động hưởng ứng khác. Đoàn Thanh niên Công an thành phố Phổ Yên cũng đã xây dựng kế hoạch tích cực hưởng ứng các chương trình ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Và trước mắt thì Đoàn Thanh niên Công an thành phố Phổ Yên cũng sẽ tập trung vào cái việc thực hiện 2 cái chương trình tiếp sức mùa thi vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia diễn ra trên địa bàn. Và tiếp đó thì cùng với các sự chỉ đạo của thành đoàn thì Đoàn Thanh niên Công an thành phố Phổ Yên cũng sẽ ra quân thực hiện việc hỗ trợ các nguồn lực trong việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Đối với đoàn trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thì năm nay có chia ra làm hơn 10 đoàn tình nguyện để thực hiện các nội dung là trong chiến dịch tình nguyện hè là tình nguyện tiếp sức đến trường, tiếp sức mùa thi, tình nguyện địa phương và tình nguyện tại chỗ. Trên tinh thần là sẽ chia các đoàn ra với mục tiêu là sẽ hướng đến các huyện theo chỉ đạo của tỉnh đoàn là sẽ hỗ trợ cho các huyện hoàn thiện về nông thôn mới. Thì ngoài ra sẽ có khoảng 2 đoàn sẽ đi các vùng biên giới và với mục tiêu là giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên cũng như là trong cái thời gian nghỉ hè giúp cho các bạn có những cái thời gian là trải nghiệm và cống hiến sức trẻ của mình. Chương trình phát động ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 là hoạt động cao điểm động viên các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh tiếp tục phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng, thể hiện sự quyết tâm của các cấp bộ đoàn tỉnh trong việc triển khai thực hiện thành công chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2024.